Hello anh em, xin chào anh em đã quay trở lại kênh của mình. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 3, lúc 0 giờ, giờ là 0 giờ 23 phút. Mình sẽ quay video này để nói về sự kiện của ngày 6 tháng 3, sự kiện của Mega, Học viện Mega ha. Học viện Mega. Như mình đã nói trước đó, Học viện Mega đã ra sự kiện các bạn. Đâu rồi? Đây, sự kiện từ ngày 6 tháng 3 đây. Tích nạp. Đây là tích nạp ha, tích nạp là nhận được cái mốc này. Ngoài ra thì nó có cái sự kiện là hoàn trả nạp. Đây mình sẽ mở cho các bạn xem hoàn trả nạp ha. Hoàn trả nạp thì nhận được cái gì? Hoàn trả nạp thì các bạn nạp được nạp thì sẽ nhận được cuối cùng là cái đá này, đá này và cái bảo vật ha. Mảnh bao giờ mảnh tím, mảnh đỏ cho mảnh đỏ. Rồi tiếp là sự kiện hoàn trả tiêu kim cương. Thì đây hoàn trả thiêu kim cương, các bạn sẽ nhận được con Lucia này. Lucia ha, Lucia thì chúng ta vào coi Lucia là con nào. Đây Lucia đây các bạn, một con liên quan về thủ ha. Quan về thủ ha. Rồi tiếp là sự kiện nhà chọc trời. Nhà chọc trời đây là sự kiện gì các bạn biết không? Nè, nó bắt đầu nó gớt gớt gì nè. Đấy các bạn canh thả xuống đó, thả xuống đấy, thả xuống rồi gớt rồi đấy. Đấy rồi rớt thêm cái nữa, rớt 3 lần là thua các bạn ha, là bị mất lượt, mất hết 1 lượt một ngày đó. Đấy rồi cuối cùng nó cho gì đấy nè, nó xây được 25 tầng thì tặng này, 75 tầng thì tặng này. Rồi đánh giá nhiệm vụ đấy, có này đấy, đấy các bạn ha. Rồi tiếp là sự kiện tiêu kim cương được hoàn trả kim cương, chuyện trả khi tiêu kim cương, rồi tiêu kim cương hoàn trả kim cương, lẽ nào nữa đây, hoàn trả kim cương rồi, tiêu kim cương hoàn trả kim cương nằm đâu? À đây thêm cái này nữa, này được thêm mảnh mảnh vàng đấy, tiêu kim cương hoàn trả kim cương. Rồi tiếp là sự kiện tiêu vàng hoàn trả vàng, tiêu vàng hoàn trả vàng. À, không phải, này này lộn lắm đây. Đâu hoàn trả vàng đây, các bạn nhận được này, các bạn tiêu 1 triệu nhận được này. Đó, tiêu 500 triệu thì nhận được cái này, nhận được cái ngẫu nhiên cái bảo vật sử thi tím. Rồi con này là thức tỉnh đá sử thi. Tiếp sự kiện máy ra cho bô, sự kiện máy ra cho bô là sự kiện này. Thì sự kiện này là các bạn quay sẽ ra những cái đồ ngẫu nhiên này, có thể nhận 1 trong 4 cái này. Sau đó các bạn dùng cái điểm đó đó để đổi máy này. Thì sự kiện gazebo là như thế nào, là các bạn khi mà riêng bật dân con S cộng thì những con nào có thì các bạn mới được quyền đổi. Ví dụ mình có con Kyo, mình có con DC này được đổi, còn con này là mới đu build, mình không có đu bua đua nên không có được đổi ha. Con này đợt trước ra chưa ta, đợt trước có 1 lần rồi mình cũng không có, mình không đổi ha. Con này mình cũng không đổi, con này thì lấy cái kia đổi ha. Con này cũng có sự kiện, nhưng mà có con này mình thắc mắc là ủa con này xuất hiện lúc nào trong game mình cũng không nhớ luôn. Lỗi là mình chơi từ đầu tới giờ mình không biết con nó xuất hiện đâu. Các bạn quay thì trong này mình thấy cái ngon nhất có lẽ là có cái này, các bạn được chọn 1 trong 4 món này, nhưng mà có lẽ ngon nhất là 2 món đầu. Và mấy món sau này nếu mà các bạn đã dư thừa rồi các bạn có thể lấy, còn không lấy cũng không sao. Đồ hình thì nên lấy 1 trong 2 này. Rồi đó là những điều mình nói ha. Rồi đây mình sẽ quay thử cho các bạn xem cái tỷ lệ ra nó như thế nào đấy. Mình cần miễn phí thì nó quay này, quay quay 10 lần mình quay khoảng 10 lần. Để coi, 680 kim cương, 680 nhân cho 10, 6.800 nhân cho 20,
180 nhân cho 30 lần là 20k kim cương. Đấy, các bạn được một điểm là hai điểm, hai điểm, hai điểm, ha, một điểm đấy. Bạn có tỷ lệ nhận ra được mấy cái này ha. Rồi tiếp 10 lần. Hai ha. Cái này là gì đây? Điểm tình bạn hả? Đây. Mấy bạn ha, được 4 đến này được 5 điểm, 6 điểm, 1 2 3 4, 6 điểm. Cứ quay 10 lần các bạn được tỷ lệ ra khoảng tầm 5 đến 6 điểm. Thì quay 30 lần là được nhiêu điểm? 30 lần nhân cho 5. 150 điểm. Quay kiểu này đến bao giờ mới đủ đủ cái đổi bảo vật trời. Tỷ lệ là cứ 10 lần các bạn được 5 đến 6 điểm các bạn ha. 5 đến 7 điểm. 5 đến 7 điểm. 2 4 4 7, các bạn thấy không? 2 đấy, này 5 điểm. 2 4 7 8 điểm. Bao nhiêu lần rồi trời? Mới 70 điểm à. 11 lần rồi. Đấy, bạn lấy 70 điểm này. À, ngoài ra các bạn có thể lấy này đổi mấy con này thì 100 điểm đổi đường con. 5 5 20 20 đổi được 20 lần, 500 điểm đường con. Mình quay 11 lần. Quay tiếp đi. Mười sáu lần đó là quay thêm 4 quận nữa, 2 3 4, 20 lần, 20 lần đường 125 điểm, các bạn thấy không? Tỷ lệ là hơn 6. Vậy thì quay 40 lần cũng chưa đủ, là mình tiêu hết nhiêu kim cương rồi. Qua đây hết 13k kim cương rồi bạn. Rồi ra 13 10 13 13k 6 à. Thì cái sự kiện này nếu mà bạn nào mà có kim cương á thì đổi lấy cái này ha. Lấy cái này ngon. Cái này bạn biết gì không? Cái này là tương đương với 1 triệu tiền nạp bạn. 1 triệu tiền nạp ở đâu? Đây các bạn thấy đây. Đâu rồi, cái bảo vật. Đây, tương đương với 1 triệu tiền nạp ha. 1 triệu tiền nạp là bạn có cái bảo vật này. Nó dành cho con công ha. Các bạn có thể rồi hình như con nào có cái thủ mà đúng không? Đây nè, có con thủ nè. Đấy. 1 triệu ha, 1 triệu. Rồi có là sự kiện Setabo. Nó sẽ đi kèm với cái ấy này. Rồi, bạn nào muốn chơi cái hoàn trả vàng, mình chỉ các bạn một điều. Đây, các bạn vô đây. Muốn làm cái hoàn trả vàng thì các bạn tái sinh. Chọn. Đây, tiêu 100 kim cương mỗi lần tái sinh. Các bạn cứ tiêu kia 1 triệu, 1 tỷ, 1 tỷ bảng hả? Là 100 lần. 100 lần nhân 100 kia, 100 nhân 100 này là được 28 triệu. 1 tỷ chia cho 18. 18 triệu. 1 tỷ chia 18 triệu. Khoảng 55 lần là 55k kim cương. Thì các bạn sẽ nhận được cái này, cái đá này. Đấy, kèm thêm những cái này. Đấy. Rồi. Đấy. Quá đắt các bạn ha. Quá đắt cho những việc mà các bạn chi tiêu vàng, nhưng mà có còn hơn không bạn? Có còn hơn không? Nói chung là bạn nào mà muốn chơi lớn lấy cái này thì lấy thì vui vẻ, không chơi lớn thì thôi, cũng không có vấn đề gì. Nếu bạn dư kim cương thì bạn làm 55 kim cương, bạn thêm cái đá đó. Còn các bạn nào không vui vẻ thì giống như mình chỉ đổi cái này thôi. Ra Turbo mình sẽ quay quay hết luôn. Nãy quay 20 lần rồi ha, 20 lần thì quay thứ 40 lần. Dừng lại cái 31 lần được 198. Cha.
400 kim cương hơi bị chua á. Cũng trăm điểm chứ. Bốn bảy lần rồi mới 300 kim cương à, mới 300 điểm à, 50 lần thì tương đương với 316 điểm. Thôi lỡ rồi quay hết đi, biết sao được. Các bạn quay cái này các bạn cũng bình tĩnh ha, quay vừa phải thôi chứ bạn phải coi mình được nhiêu điểm à, còn 50 điểm nữa chứ bạn quay mà lố á, phí phí cái điểm của bạn cần đổi ha. 308 còn 20 kìa, bạn điểm cho đủ ha, 20 2 3 4 5 6 7 7 hay là còn 13 nữa, 2 3 5 6 7 7 là còn 6, 2 4 5 6 rồi đủ các bạn ha, 400. Rồi bạn vô đây đổi. Đấy, bạn đổi. Rồi, đổi xong thì các bạn chọn thôi. À, mình coi mình tiêu hết nhiêu kim cương. 42k kim cương để nhận một món ha. Rồi, 42k kim cương. Chẳng lẽ còn 8 kim cương thì không nhận luôn cái này, đúng không? Rồi, từ từ mình tính tiếp. Đây cái món đó là món nào? Đây các bạn được quyền đâu rồi, chọn thôi. Ủa không phải này. Cái gương đâu rồi? Đây. Ok, mở thôi. Thì theo mình đó thì các bạn mọn nên chọn một trong hai cái này. Cái này cũng ngon, dành cho SV như giống như mình con đi Diana có thể dùng cái này. Nhưng mà mình đang ưu tiên cái con công trước ha. Ở trong đội hình thì lúc nào cũng vậy, tăng tăng nó sẽ ưu tiên sau hơn đam ha các bạn. Đấy. Rồi. Từ từ mình úp vô ha. Rồi mình giới thiệu cho các bạn về cái đó. Đây. Rồi xin giới thiệu các bạn là mình sẽ bắt đầu mình sẽ làm thêm video bên tân thủ và ấy bên bên thần thú đại chiến ha, thần thú đại chiến mình sẽ làm thêm đó, thì mình giới thiệu các bạn để mình sẽ tranh thủ thời gian mình làm thêm bên bên cái đó ha. Bên học viện Mega thần thú đại chiến gần như nhau, nhưng mà cách ship đội hình của bên học viện Mega thì nó mới ra mà nó có nhiều ad quá nên nó dẫn thứ rất nhiều thứ thay đổi ha. Rồi để coi con ạc ở bên server 25 nó có cái gì, nó cũng là có sự kiện đó thì mình giới thiệu chung thôi. Bên nay là ngày thứ năm thì chiều nay mình sẽ quay video ngày thứ năm gồm có các bạn làm được cái gì, các bạn nên làm cái gì. Thì hình như ngày thứ năm level 40 sẽ mở mở đại hội Enduro, nhưng mà đại hội đó thì tới ngày thứ chín server mới bắt đầu chiến ha. Rồi rồi đã khuya rồi, mình kết thúc video tại đây các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. À, mong các bạn thấy hay thì các bạn chia sẻ, like và đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn nhiều. Chào các bạn.